Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Thì trong video hôm nay thì mình đã một cái điều khá là bất ngờ luôn, không biết các bạn có tin hay không. Thì mình đã rất là may mắn và rất là hên luôn anh em ạ. Thì mình đã dùng được cái lượt quay mà miễn phí ấy anh em ạ, được hai. Mình chỉ quay trong vòng có một chút xíu thôi anh em ạ, mà mình đã ra được cái thanh kiếm như thế này anh em ạ. Anh em tin không? Thì mình còn chả tin tại sao mình lại được như thế này nữa các bạn ạ. Thì cái việc mà mình có được cái thanh kiếm này ấy là một điều khá là bất ngờ dành cho mình luôn anh em ạ. Và cái việc mình có được cái thanh kiếm này ấy cũng là phần là mình quay anh em tin không, lại để cho anh em coi được cái khúc đó nha. Thì khá là bất ngờ luôn, mình cũng chưa tin được cái việc đó, tại sao mình lại làm được điều như thế luôn anh em ạ. Ok, thì đây là hình ảnh bắt đầu từ cái nãy mình chụp được. Thì nó nằm ở sang góc trái bên đây, thì anh em có thể thấy được là mình nó quay ra và mình nó khá là bất ngờ luôn anh em, tại sao mình lại quay ra được, thích kinh không. Ok, nhưng rất tiếc là khá là may mắn luôn, ủa không, khá là xui chứ may mắn cái đéo gì. Mình là con quỷ chứ đéo phải con ngựa anh em ạ. Mình cầm kiếm dành cho quỷ mà, ôi cho ngựa mà, thì làm sao mình sử dụng được anh em ạ. Thôi khá là xui rồi, nên mình quyết định cái cây này sẽ dành cho cái ạc phụ của mình. Ok chưa, nó tuyệt vời luôn. Thì cái ạc phụ mình đang chờ đợi một cái code nào đó nó ra, và mình sẽ đổi lấy một cái gọi là hơi thở của lấy lại hơi thở của Tengen đấy, hơi thở Uzui ấy. Thì mình lấy lại cái hơi thở và mình sẽ đưa cái cây kiếm này vào bên cho cái ạc phụ của mình, để mình học được hơi thở đó và mình sẽ có được cái thanh kiếm thế này, và mình sẽ được tăng đam. Khá là bất ngờ luôn anh em ạ, khá là mạnh luôn. Nó nhìn tính ra cũng đẹp lắm anh em ạ, nó không có xấu gì xí gì đâu anh em ơi. Wow, tuyệt vời nha. Ok, nhưng rất tiếc là mình không thể qua tay múa kiếm được anh em ạ. Rồi để mình ra thử đam anh em. Lâu lâu mình hay kiểu là mình vừa quýnh cái cây này xong mình móc cái cây kia ra đấy mà. Nó kiểu bị trùng ấy, sao nó quýnh móc được đó. Ủa, từ. Mình được nhiêu đam? 37 đam anh em ạ. Anh em thấy không? Mình kiểu mình sử dụng cái cách để mình test đam ấy. Đấy mình móc cái này, đấy mình chém là 37 đam. Tính ra đam của mình nó cũng cao hết anh em ạ. Ôi ơi. Đấy, ví dụ mình quýnh xong mình chuyển sang cái cây này thì nó sẽ tự động đổi đam cho mình luôn. Tuyệt vời nhờ anh em. Đấy thì mình vừa kiểu mình farm kiếm với vừa farm cái cây bola cái lưỡi hái đi mà. Đấy 37 đam, tuyệt vời không? Đâu rồi, phe bình để coi mình có được bao nhiêu cây ngon nhờ anh em. Cây này ngon nè, cây này ngon nè, cây này thì thôi cũng không ngon lắm, còn cây này là ngon dữ lắm luôn á anh em ạ. Còn cây này thì là mình phải tốn tiền đấy. Tốn rất là nhiều luôn anh em ạ. Thì nói chung là mình đăng video là chỉ thông báo anh em được rằng là mình khá là may mắn thôi anh em ạ, chứ chả có gì trong video đâu anh em ạ. Ok thôi, nói chung là mình xin kết thúc video này anh em. Và cảm ơn anh em đã xem video này, và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn xem video rồi. Bye bye các bạn.